Với ưu điểm thời gian sản xuất ngắn cho hiệu quả kinh tế cao, từ nhiều năm nay thì cây vụ đông đã trở thành vụ sản xuất chính của tỉnh Hà Nam. Đặc biệt nhiều diện tích cây vụ đông được ký kết tiêu thụ sản phẩm ngay từ đầu vụ và giúp cho nông dân yên tâm sản xuất, tránh được tình trạng được mùa mất giá. Từ nhiều năm nay, xã Văn Xá, huyện Kim Bảng luôn duy trì diện tích trồng cây vụ đông trên 120 ha, trong đó chủ yếu là cây dưa chuột. Chung là dòng dưa này, dưa xuất khẩu này thì nhập cho công ty ở Lý Nhân, coi như là về cái thu mua rất là thuận lợi. Với người dân xã An Ninh, huyện Bình Lục, cây bí đỏ đã trở thành cây hàng hóa vụ đông mang lại hiệu quả kinh tế cao nhiều năm qua. Vụ đông này, xã sản xuất gần 200 ha, trong đó chủ yếu là cây bí đỏ. Xác định vụ đông là vụ sản xuất chính thứ ba trong năm. Gia đình tôi trồng bí năm nay là năm thứ 9, thì thấy hiệu quả là trồng bí gấp đôi trồng lúa. Nói chung hiệu quả nó được mà đã có cho xã quan tâm điều tiết nước non, xong là bao tiêu sản phẩm, bà con tôi yên tâm chỉ có làm ra sản phẩm này. Từ nhiều năm nay, vụ đông có ý nghĩa quan trọng đối với sự tăng trưởng của ngành nông nghiệp tỉnh Hà Nam. Năm 2019, giá trị sản xuất cây vụ đông đạt hơn 600 tỷ đồng, chiếm 17,6% tổng giá trị sản xuất của ngành trồng trọt. Vụ đông năm 2020, toàn tỉnh trồng gần 11.000 ha. Ngay từ đầu sản xuất vụ đông, thì ngành nông nghiệp cũng đã tham mưu ủy ban tỉnh xây dựng cái kế hoạch rất là chi tiết cho từng huyện, từng loại cây trồng. Thế thì cái hiệu quả ở đó nó dẫn đến là bà con nông dân thì yên tâm, và chính vì vậy mà mấy năm vừa qua thì cây bí xanh, bí đỏ và dưa chuột rất là ổn định. 3-4 năm nay là luôn luôn ổn định cái ba cái cây hàng hóa này, hiệu quả bà con nông dân rất là cao. Vấn đề tiêu thụ sản phẩm là khâu đặc biệt quan trọng quyết định sự thắng lợi của sản xuất nông nghiệp nói chung và cây vụ đông nói riêng. Thời gian tới, tỉnh Hà Nam tập trung phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, đổi mới phương thức tổ chức sản xuất, xây dựng nhân rộng mô hình liên kết 4 nhà trong sản xuất nông nghiệp, hình thành chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản.